bạn đang nghe truyện Gia Gia Dị Giới Tạo Phản Ta tại đô thị vô địch rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 1065, nhà máy điện hạt nhân. Tiêu Hải cười nói, mấy người đổ tướng cũng nghĩ như vậy. Bây giờ, đế quốc Kền Kền chắc chắn cũng sẽ không có điều kiện tốt, mà sau khi đàm phán hòa bình lần này kết thúc, họ có thể sẽ không sụp đổ, Tiêu Phàm gật đầu, chờ đến khi nội bộ họ bùng phát hơn nữa, họ sẽ cầu chúng ta đàm phán hòa bình, đến lúc đó lại nói Tiêu Hải nói, cháu ngoan, lần này truyền cho một chút cờ trận. Những cờ trận này dùng để trang bị cho phản ứng tổng hợp hạt nhân. Có trận pháp bảo vệ, có thể để nhân viên nghiên cứu nước khác tiến hành nghiên cứu to gan hơn, thời gian đột phá phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ rút ngắn đi rất nhiều, tiêu phàm gật đầu. Vấn đề an toàn nguồn năng lượng của nước khác là vấn đề lớn, tương lai nếu có thể nghiên cứu ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, vấn đề này có thể được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Cháu ngoan, ngươi hẳn cũng sắp đột phá rồi, sau khi ngươi đột phá, tranh thủ thời gian, cháu và ấu vi nhanh chóng qua bên này đi, ngươi phải mau chóng nâng cao tu vi. Liên tục suốt năm tháng, ta có lẽ đã đột phá rồi, tiêu hải có hơi bận tâm. Trước khi hắn phi thăng, thực lực của tiêu phàm phải đủ mạnh mới được. Ông nội, ta sẽ nhanh chóng, nào, ngươi mở con đường linh huyệt ra đi, Tiêu phàm nhanh chóng mở con đường linh huyệt ra. Tiêu Hải truyền tống một vài cờ trận tới. Có linh kim hắc diệu mà Tiêu phàm cung cấp trước đó, bố trí thêm trận pháp, tiến độ nghiên cứu gấp 10 lần trước đó cũng không có vấn đề gì. Cháu ngoan, ngươi nói chuyện với cấp cao của nước hát đi, nếu phản ứng tổng hợp hạt nhân có đột phá, đến lúc đó cũng xây trạm phát điện phản ứng tổng hợp hạt nhân ở chỗ chúng ta bên này. Rất nhiều máy móc mà ngươi truyền tống tới, nếu dùng tới, vậy điện của chúng ta bên này không đủ, tiêu hải nói bây giờ có rất nhiều máy móc tiêu hải đều trữ hàng ở đó điện là vấn đề lớn trước mắt hầu hết là bày trận lợi dụng thủy điện nhưng cách này chỉ có hạn việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện sẽ tốn thời gian vấn đề ô nhiễm thì dễ giải quyết bố trí trận pháp là được nếu có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch thì dùng nhà máy điện hạt nhân là tốt nhất tả tướng tại nước thiên la tổng đốc nicolas chấp tay nói Tả tướng của đế quốc kèn kèn và một số người khác bí mật chạy đến, "Tổng đốc Nicolas, xin hãy nói về tình hình bên này một chút." Tả tướng ngồi xuống rồi nói. Nicolas nói về tình hình ở bên đó một lượt, "Tình hình khá nghiêm trọng nên người dân của đế quốc đã nhao nhao rời đi. Lượng lớn binh lính đang nhao nhao rời đi. Thậm chí rất nhiều binh lính của đế quốc kèn kèn cũng nhao nhao rời đi. Trước đây họ cảm thấy vẫn còn hy vọng thắng trận." nhưng sức chiến đấu của đế quốc bách vân đã khiến chúng nhận ra sự thật một cách thấu đáo nếu tiếp tục chiến đấu thì tỷ lệ tử vong của họ sẽ rất lớn tả tướng trầm giọng nói gọi tướng quân của đế quốc bách vân đế quốc áo tư và đế quốc hồng phong đến đây ta muốn nói chuyện với bọn họ một lát sau tất cả mọi người đến trong phòng không đủ ghế nên đám người họ chỉ đành đứng một tả tướng đập bàn đế quốc thần long thắng vài trận đấu các ngươi cảm thấy đế quốc kèn kèn của chúng ta không thể chiến đấu được nữa nên cả đám muốn tạo phản rồi đúng không tả tướng lạnh lùng nói tướng quân của đế quốc bách vân đế quốc áo tư đế quốc hồng phong hết hồn bây giờ lực uy hiếp của đế quốc kèn kèn vẫn rất mạnh đại nhân vưu kim đặt bọn ta không có nghĩ vậy đúng thế tả tướng vưu kim đặt bọn ta rất tôn trọng đế quốc kèn kèn mọi người đều lên tiếng tả tướng của đế quốc kèn kèn có tên là vưu kim đặt Vương Kim đặt rất đổi lạnh lùng nói, trước đây các ngươi quậy phá để muốn nhiều lợi ích hơn cũng không sao, nhưng bây giờ là lúc các ngươi phá rối được ư? Nếu chúng ta không đoàn kết thì làm sao đàm phán với đế quốc Thần Long được? Cấp dưới là người phá rối thì các ngươi phải nhúng tay vào để quản lý cho ổn định, không quản lý được thì thay người. Phế miệng của tổng đốc Nicolas co giật. Hắn ta thân là tổng đốc mà cũng bị mắng, nhưng hắn ta có thể làm gì đây? Vương Kim đặt chính là tả tướng thân phận và địa vị cao hơn tổng đốc nhiều bây giờ mệnh lệnh của bệ hạ là đàm phán hòa bình nhưng các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào phải gây áp lực cho đế quốc thần long vương kim đặt nói xong thì nhìn về phía nicolas nicolas trầm giọng nói các vị ta thấy tả tướng nói đúng có chiến đấu thì mới dừng chiến tranh được tất cả mọi người phải hành động một tên tướng quân của đế quốc bách vân nói tả tướng vương kim đặt nếu thúc đẩy cuộc chiến tranh với đế quốc thần long tiếp diễn thì phải làm sao đây Vương Kim đặt trầm giọng nói, "Chiến hạm hàng đầu của chúng ta vẫn chiếm ưu thế, người của chúng ta cũng rất đông, họ không dám sằng bậy đâu." Tướng quân của Đế quốc Bách Vân nói, "Nhưng nếu Đế quốc Thần Long xâm chiếm được." "Đế quốc Bách Vân của chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ làm gì đây?" Vương Kim đặt lạnh lùng liếc nhìn, "Ý của ngươi là bây giờ Đế quốc Bách Vân của các ngươi đang sợ Đế quốc Thần Long, chứ không sợ Đế quốc Kền Kền của bọn ta ư?" Đối phương đột nhiên không dám lên tiếng. Sức mạnh của Đế quốc Kền Kền đang bị suy giảm, nhưng vẫn đánh đế quốc bách vân của họ rất dễ dàng Vư kim đặt nói chậm lại bây giờ chúng ta đang liên minh đàm phán với nhau tổn thất sẽ ít hơn các ngươi hẳn hiểu được việc này ừm mọi người gật đầu vương kim đặt nói các ngươi mau đi chỉnh đốn quân đội đi sau đó ta sẽ cử sứ giả đi đàm phán với đế quốc thần long nếu thuận lợi thì mọi việc sẽ chấm dứt nhanh thôi hai tiếng sau Vư kim đặt cử sứ giả đi tổng cộng có 9 người bốn người trong đó đến từ đế quốc kèn kèn hai người của đế quốc Bách Vân và đế quốc Áo Tư, một người của đế quốc Hồng Phong. Những tên sứ giả ấy đến gặp Thẩm Kính Thiên, đàm phán hòa bình. Tạm thời bệ hạ của bọn ta không có ý định đàm phán hòa bình. Ý của bệ hạ, chiến tranh là do các ngươi khơi mào, bọn ta mới là người quyết định khi nào chấm dứt chứ không phải các ngươi." Thẩm Kính Thiên thờ ơ nói. Người cầm đầu trong bốn sứ giả của đế quốc Kền Kền tên là Ri Rin, hắn ta trầm giọng nói: Tướng quân thẩm, nếu chiến tranh tiếp diễn thì có lẽ chiến hạm của đế quốc kền kền bọn ta sẽ tấn công vùng duyên hải của các ngươi, bốp, thẩm kính thiên đập rất mạnh. Các ngươi thử xem. Các ngươi nghĩ rằng hành động này đang dẫn trước ư? Bây giờ không phải lúc để chiến hạm của đế quốc kền kền các ngươi hoành hành ngang ngược đâu, thẩm kính thiên nói với vẻ đằng đằng sát khí. Sứ giả của đế quốc áo tư nói. Nếu chiến tranh tiếp tục thì rất có thể sẽ mở rộng, đây cũng không phải thứ mà các ngươi muốn nhìn đàm phán hòa bình tốt cho tất cả chúng ta. Bọn ta đàm phán hòa bình, nhưng không có nghĩa là bọn ta không mạnh, Thẩm Kính Thiên cười mỉa rồi nói, các ngươi có sức mạnh thì cứ tiếp tục thôi, hậu quả chính là lúc đó đế quốc áo tư của các ngươi sẽ bị tiêu diệt hai tên sứ giả của đế quốc áo tư đỏ bừng mặt. Hơi một tí đã bảo diệt nước, rất ức hiếp người khác. Nhưng bây giờ đế quốc thần long thực sự có sức mạnh để tiêu diệt được đế quốc áo tư của họ. Được rồi, bổn tướng quân không rảnh nói chuyện tào lao với các ngươi nữa. Các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng, có khi một ngày nào đó, bổn tướng quân sẽ cho các ngươi tin vui ngay lập tức. Thẩm kính thi nói xong thì vung tay lên, cả chính sứ giả bị một lực lượng vô hình lôi đi, họ bị đưa ra ngoài doanh trại quân đội. Giờ sao đây, quay về thế nào đây, thôi cứ đi về bẩm báo tin xấu trước. Chính tên sứ giả quay trở lại, đám người vưu kim đặt nhận được tin tức. Chết tiệt, sắc mặt của vưu kim đặt trở nên u ám hoàng đế mọc căng cho một ranh giới nhất định rồi nhưng đế quốc thần long không hề chịu đàm phán việc này thật xấu hổ tiếp theo họ phải làm gì đây các ngươi đến thần đô để gặp mặt hoàng đế của đế quốc thần long đi vưu kim đặt trầm giọng nói trước đây bốn nước của họ đều có sứ giả ở đế quốc thần long nhưng chiến tranh bùng nổ nên sứ giả của họ ở đế quốc thần long đã bị đuổi đi từ lâu rồi rõ đoàn sứ giả gồm chín người khó khăn lắm mới chạy đến thần đô nhưng họ đã bị chặn lại ngay ở thần đô chưa nói đến việc gặp tiêu hải họ còn không vào được cả cửa thành của thần đô nữa các vị quân gia này bọn ta là đoàn sứ giả của bốn nước liên minh bọn ta có chuyện cực kỳ quan trọng cần gặp mặt hoàng đế bệ hạ của các ngươi sứ giả cầm đầu của đế quốc kềnh kềnh kìm nén cơn tức giận của mình rồi nói bệ hạ đã ra lệnh từ trước rồi không gặp nếu các ngươi còn chạy lung tung và gây náo động ở đây nữa thì đừng trách bọn ta không khách khí. Vị tướng lĩnh thủ thành lạnh lùng nói. Xung quanh thần đô được áp chế mạnh mẽ, chính sứ giả cũng khá mạnh nhưng quân đội bảo vệ thành bên cạnh vẫn sẽ bắt được họ dễ dàng. Tả tướng, bọn ta chưa đi vào thần đô được. Bọn ta đã thử mọi cách rồi nhưng họ vẫn không để bọn ta vào, kiên trì đến ngày hôm sau, chính sứ giả trở về. Vưu Kim đặt luống cuống đế quốc thần Long không đàm phán hòa bình với họ, điều này thật xấu hổ. Với 70.000 quân lớn và cả 7 chiến hạm thuyền chiến hàng đầu thì họ tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng cứ cầm cự thế này cũng không được. Lương thực thì không sao cả, cao thủ mang đến rất dễ dàng. Nhưng nếu kéo dài thêm thì đế quốc thần Long sẽ ngày càng mạnh, sau này chiếm hạm trên không hàng đầu của họ sẽ hơn 7 chiếc thuyền chiến. Tả tướng Vưu Kim đặt, đế quốc thần Long không đàm phán hay là chúng ta rút quân thôi rõ ràng cứ để vậy cũng không giải quyết được gì một tướng quân của đế quốc bách vân nói vua kim đặt trầm giọng nói đơn giản như thế ư không đàm phán hòa bình thì đế quốc thần long sẽ đánh chúng ta bất cứ lúc nào đế quốc bách vân của các ngươi gần đế quốc thần long nhất một tên tướng quân của đế quốc áo tư bất đắc dĩ nói tả tướng vua kim đặt thế ngươi nói xem giờ chúng ta nên làm gì đây bây giờ chúng ta tiến công thì chắc chắn không được đâu. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng chờ tại chỗ? Không bao lâu nữa, chiến hạm trên không hàng đầu của đế quốc Thần Long sẽ đạt số lượng đến 7 chiếc thuyền chiến, lúc đó họ có thể phát động tiến công, vưu kim đặt cao mày, hắn ta cũng không còn cách nào dễ xử lý. Thật sự phải tấn công vào vùng duyên hải của đế quốc Thần Long ư. Mở rộng chiến tranh như vậy thì đến cuối cùng rất có thể sẽ bất lợi cho bọn họ nước âm, thủ đô Hoa Phủ. Chỉ huy nước âm tỉ mỉ nghe phân tích của đám phụ tá. Theo những gì các ngươi nói, đế quốc kền kền phải thua, chỉ huy nước âm trao mày lại. Phụ tá trưởng hơi gật đầu, tình hình trước mắt là như vậy, trừ khi họ có thể tìm được phương pháp vận chuyển lực lượng trong thời gian ngắn. Hoặc là tiêu hải chết bất đắc kỳ tử, chỉ huy nước âm lắc đầu. Tiêu hải là cao thủ có cấp bậc võ đế viên mãn, bên cạnh hắn còn có cao thủ bảo hộ, tỷ lệ chết bất đắc kỳ tử là rất thấp. Còn vận chuyển lực lượng, cái này không phải là không thể, nhưng khả năng cũng không cao, lâu như vậy vẫn chưa nghiên cứu ra. Đế quốc kền kền nếu thất bại, đế quốc thần Long sẽ trở thành cường quốc số một của dị giới, không phải là chuyện tốt đối với nước âm chúng ta, chỉ huy nước âm trầm giọng nói. Một phụ tá khác nói, chỉ huy, theo phân tích của chúng ta, trước mắt đế quốc thần Long đã là cường quốc số một rồi. Số lượng chiến hạm họ mạnh nhất, bộ binh cũng thế, còn có các loại vũ khí nóng, các cao thủ mạnh nhất có rất nhiều ở Đế quốc Thần Long, Chỉ Huy nước âm âm trầm nói, các ngươi luôn nói Đế quốc Kèn Kèn là số 1. Chỉ Huy, lúc trước Đế quốc Kèn Kèn có thủy sư vô địch, Đế quốc Thần Long có bộ binh lớn mạnh nhưng thực lực phát huy không được. Hơn nữa thủy sư số 1, Đế quốc Kèn Kèn có thể làm rất nhiều quốc gia còn lại phải nghe lời, những quốc gia đó cũng sẽ đứng bên cạnh Đế quốc Kèn Kèn. Hiện tại tình hình có chút thay đổi, phụ tá trưởng không nhẫn nại nói: chỉ huy nước âm nghẹn lời, thế đạo thay đổi nhanh quá rồi, vậy các ngươi có biện pháp gì tốt không? Tiêu Hải là hoàng đế của đế quốc Thần Long, cho dù hắn hay là tiêu phàm làm hoàng đế, họ chắc chắn sẽ ra sức vùng dậy nước hát, đến lúc đó nước hát cũng sẽ vượt qua chúng ta. Chỉ huy sắc mặt âm trầm nói. Đám người trầm mặt, qua được một lúc, phụ tá cây đắng nói, chỉ huy, nước hát có lẽ đã vượt qua chúng ta rồi, công nghiệp chế tạo của họ sớm đã vượt qua chúng ta, sức mạnh uy hiếp của tàu sân bay chúng ta bây giờ cũng giảm mạnh đa số người của họ đã tu luyện viêm hoàng quyết còn đang mở rộng chiến trận viêm hoàng sức mạnh uy hiếp từ bom nguyên tử của chúng ta đều đang giảm mạnh chỉ huy thời đại thay đổi rồi chỉ huy nước âm vô lực ngồi xuống chỉ huy có lẽ phương châm chiến lược của chúng ta phải tiến hành điều chỉnh tiếp tục đối kháng xuống dưới không phải là chuyện tốt đối với chúng ta ta chẳng thể ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của cự long ở phương đông được nữa rồi thành viên của một đoàn phụ tá khác mang vẻ mặt không nhẫn nại nói phụ tá trưởng nói chỉ huy dựa theo những gì chúng ta dự đoán trong một năm nước hát đã nâng cấp bậc cả trăm vạn người trong ba năm đã nâng cấp bậc cả năm trăm vạn người những người này đều có thể hình thành chiến trận chỉ huy nước âm che ngực nghe như sét đánh ngang tai tiêu tốn vào việc nâng cấp bậc không quá lợi hại nhưng nếu họ hình thành chiến trận có thể đạt được võ vương hay thậm chí là thực lực cấp võ hoàng lực uy hiếp từ võ đạo của họ đều sẽ giảm mạnh chỉ huy thực ra chúng ta và nước hát không có huyết thù nước hành dương mới có hơn nữa chúng ta và nước hành dương đều có chung một huyết thù phụ tá trưởng nhắc nhở nói chỉ huy nước âm sáng mắt ý của các ngươi chúng ta và nước hát cùng nhau đánh chết nước hành dương sau đó biến chiến tranh thành hòa bình phụ tá trưởng nói phục hồi mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có thể phải cần một lần hợp tác lâu dài, phương diện hợp tác lần này rất tốt. Nước hành dương đã không còn giá trị đối với chúng ta nữa rồi. Lúc trước chúng ta cần nước hành dương kìm kẹp nước hát, đến nay kìm kẹp không được rồi, chi bằng chúng ta và nước hát cùng nhau xử lý hoàn toàn bọn họ, chỉ huy nước âm suy nghĩ. Đây quả thực là biện pháp không tồi. Nước âm và nước hát không có huyết hải thâm thù, nhưng quan hệ giữa hai nước đến nay rất kém, phục hồi quan hệ cần có thời cơ tốt. Quan hệ nếu không phục hồi, họ phải trải qua ngày tháng thấp tha thấp thỏm. Đa số người ở nước hát đều qua tu luyện, thực lực nước hát đều đang mạnh lên mỗi ngày, nếu đến lúc nào đó nước hát phát động chiến tranh thì phải làm sao, các ngươi đã nghĩ ra một phương án tốt. Đến lúc đó cùng thảo luận với bên nước hát và tiêu phàm chỉ huy nước âm trầm giọng nói. Dạ, chỉ huy. Đám phụ tá lén lúc thở vào một hơi những ngày tháng như thế này họ không muốn trải qua nữa mệt tim mỗi ngày phải thấp tha thấp thỏm rất lo đi gặp thượng đế cho dù nước âm và nước hát quan hệ hòa hoãn nước âm cũng vẫn là một cường quốc họ vẫn có thể sống thoải mái tùng tùng cửa biệt thự của tiêu phàm bị gõ vang khương cục có chuyện gì tiêu phàm mở cửa thấy khương vạn trần thì có chút ngạc nhiên có chuyện thì gọi điện thoại đến là được rồi lại có thể cực khổ mà chạy qua đây tiêu tiêu điện hạ việc này rất là quan trọng ta đại diện quốc gia đến hỏi một chút ý kiến của ngài đi vào bên trong biệt thự khương vạn trần mở miệng nói tiêu phàm gọi khương vạn trần ngồi xuống khương cục chúng ta có giao tình lâu năm rồi ngươi sao còn gọi là tiêu điện hạ vậy khương vạn trần nói tiêu điện hạ đại trưởng lão đặc biệt dặn dò ta thay đổi cách xưng hô nói rằng tiếp tục gọi ngài như thế này không hợp lý chuyện gì vậy tiêu phàm hỏi hắn cũng lười nói tới nói lui ở phương diện xưng hô này rồi phương vạn trần nói nước âm muốn hòa hoãn quan hệ với nước hát chúng ta tiêu phàm nhăn mặt hắn lạnh giọng nói họ muốn hòa hoãn quan hệ là hòa hoãn quan hệ à làm gì có chuyện dễ dàng như vậy phương vạn trần nói họ đã đưa ra thành ý nước âm bảo sẽ cùng nước hát chúng ta thu hoạch nước hành dương còn cần thanh toán hoàn toàn nước hành dương nữa bên trên cảm thấy thành ý này vẫn tạm được trong mắt tiêu phàm lộ ra ánh sắc vô cùng ngạc nhiên Nước âm đây là dắt chó của họ ra ngoài, cùng họ đánh nhau, vậy mặt mũi của nước âm sẽ tổn thất không ít. Kế hoạch cụ thể là, Tiêu Phàm hỏi. Cương vạn Trần nói, trước tiên ngăn chặn thu hoạch trên phương diện kinh tế, đợi lúc dân chúng họ lầm than lại tiến hành xử lý triệt để, lợi ích các mặt, hai bên mỗi bên chiếm một nửa, Tiêu Phàm lắc đầu, không được, mỗi bên một nửa thì thành ý không đủ, nước hát chúng ta cần chiếm 7 phần, bằng không việc này ta sẽ không đồng ý. Nước âm nếu không đồng ý, con chó nước hành dương này chúng ta đánh chết rồi ăn thịt đến lúc đó họ đến canh cũng không có để uống khương vạn trần nói tiêu điện hạ vậy ta liên hệ bên trên một chút lại để bên trên và nước âm trao đổi một chút tiêu phàm hơi gật đầu nước âm nếu không đồng ý chúng ta sẽ muốn tám phần lại không đồng ý thì dứt khoát không bàn nữa ừm khương vạn trần rất nhanh hồi báo lên bên trên nửa tiếng trôi qua điện thoại khương vạn trần vang lên đầu bên điện thoại truyền đến một giọng nói hưng phấn khương cục trưởng bên nước âm đồng ý rồi chúng ta chiếm bảy phần lợi ích tốt tốt khương vạn trần vui vẻ nói các máy điện thoại khương vạn trần cười nói tiêu điện hạ vẫn là ngài lợi hại mới bắt đầu đã tranh thủ hai phần lợi ích rồi nước hành dương là quốc gia phát triển thu hoạch hai phần lợi ích của nước hành dương sẽ vô cùng to lớn khương vạn trần cũng không ngờ rằng thuận lợi như vậy tiêu phàm hỏi nói khương cục khi nào thì bắt đầu thu hoạch rất nhanh thôi khương vạn trần nói Tiêu Điện Hà, tuy rằng thu hoạch sẽ bắt đầu nhanh thôi, nhưng quá trình thu hoạch không nhanh như vậy, đoán chừng sẽ kéo dài khoảng 2-3 năm trong quá trình này, nước hát chúng ta và nước âm sẽ có các kiểu hợp tác, quan hệ giữa hai nước sẽ khôi phục rất nhiều. Hương Vạn Trần nói, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, quan hệ giữa nước hát và nước âm hòa hoãn, hơn nữa cùng nhau bắt đầu thu hoạch nước hành dương, đến lúc đó hắn cũng có thể yên tâm đi dị giới. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này dị giới khá yên bình, liên minh bốn nước ở nước Thiên La có 70 vạn người không rút lui, nhưng cũng không hành động gì. Tiêu hải mở linh huyệt tử hải ba lần. Mỗi lần đều truyền tống qua không ít thuyền chiến bọc vỏ. Những thuyền chiến này chỉ có thân thuyền và động cơ, nhưng đến dị giới, không quá lâu là có thể trở thành từng chiếc chiến thuyền hạng nhất. Âm, trên người tiêu phàm bùng phát ra khí tức cường đại. Tu vi của hắn đã đạt đến đại võ Tông Viên mãn linh khí mạnh hơn từ linh huyệt tràn tới, những linh huyệt này đều nhập vào trong cơ thể tiêu phàm. Một giờ trôi qua, linh khí tràn ra từ linh huyệt trở nên êm dịu. So sánh với lúc trước, linh huyệt tăng cường khoảng 2 phần 10. Tu vi tiêu phàm tăng lên thì độ khó đi qua sẽ tăng lên, nhưng linh huyệt tăng cường thì năng lực không gian của tiêu phàm tăng cường cũng sẽ giảm bớt độ khó đi qua. Nhìn chung, độ khó đi qua giảm. Chồng à, tiêu phàm đến bên ngoài phòng ngủ chính, tô ấu vi mừng rỡ nhìn hắn tiêu phàm cười ha ha nói cuối cùng ta cũng đến đại võ tông viên mãn thuyền chiến cũng truyền tống xong rồi có thể đi dị giới vi vi trước khi rời đi thì chúng ta đi dạo xung quanh rời khỏi trái đất rời khỏi nước hát có lẽ về sau cũng sẽ không thể trở về nữa tô ấu vi khẽ gật cô cũng không nỡ rời đi chồng nga à, nếu hai thế giới không ngừng hợp nhất cho dù tu vi của chúng ta tăng lên về sau vẫn có thể trở về tô ấu vi nói tiêu phàm khẽ thở dài nói chuyện hai thế giới hoàn toàn hợp nhất có lẽ mãi mãi sẽ không xảy ra cho dù xảy ra khả năng cũng là mấy trăm năm sau quay trở lại trái đất trái đất đã biến thành cái gì chớp mắt hai ngày trôi qua tiêu phàm và tô ấu vi đi rất nhiều nơi sông trường giang sông hoàng hà trường thành cố cung bọn tiêu phàm để lại dấu chân rất nhiều nơi chồng bên huyện lôi sơn có rất nhiều người tiễn chúng ta trên mạng cũng có rất nhiều người muốn chúng ta phát sóng trực tiếp họ muốn nói lời tạm biệt với chúng ta, Tô Ấu Vi nói. Họ cưỡi thiểm điện tuyết điêu đến huyện Lôi Sơn. Bây giờ khoảng 5 giờ chiều. Tiêu Phàm và Tiêu Hải giao ước rời đi tối nay. Thật ra họ không có nói ra tin tức này, nhưng Tiêu Phàm chào tạm biệt với mấy người đại trưởng lão, chính thức khiến tin tức Tiêu Phàm muốn rời đi truyền ra ngoài. Rất nhiều người, không bao lâu sau, bọn Tiêu Phàm đã tới gần huyện Lôi Sơn. Cách huyện Lôi Sơn mấy chục cây số đã bị kẹt xe, từng con đường bị ủng tắc hoàn toàn nhiều người bỏ xe đi nhanh cho dù chỉ có tu vi cấp minh kình tốc độ chạy bộ so với nhà vô địch thế giới trước kia nhanh hơn nhiều sức chịu đựng còn mạnh hơn chạy hàng chục cây số cũng không vấn đề nếu có ám kình thậm chí tu vi cấp bậc hóa kình mấy chục cây rất dễ dàng nhanh mọi người tăng tốc độ phía trước nhanh lên một chút đừng để chúng ta còn chưa tới bọn tiêu tông sư đã rời đi xa không tới được khoảng cách gần chắc chắn phải đi đưa tiễn tiêu tông sư, nhiều người la hét trên đường. Thiểm điện tuyết điêu tiếp tục đi, bọn tiêu phàm ở trên trời thấy được càng ngày càng nhiều người, hốc mắt tiêu phàm cũng đã ương ước. Chồng, chỉ sợ có mấy trăm vạn người tới huyện Lôi Sơn, nếu không phải thời gian ngắn, chắc chắn sẽ có càng nhiều người tới. Cô ấu vi nói nhỏ. Nàng mở trực tiếp đi, tiêu phàm nói khẽ, nhiều người quan tâm chúng ta như vậy, chúng ta vẫn nên cùng mọi người nói một tiếng nói lời tạm biệt từng tô ấu vi nhanh chóng dùng tài khoản của tiêu phàm đăng nhập mở phát trực tiếp lập tức một dòng người khổng lồ điên cuồng tràn vào cũng may đấu âm đã sớm chuẩn bị tốt băng thông thu xếp rất đầy đủ nếu không trực tiếp đoán chừng lập tức sẽ bị tắt nghẽn vào thời điểm này nếu trực tiếp có chuyện gì xảy ra ông chủ chắc chắn sẽ bị phun nước bọt tiêu phàm cũng không lập tức xuất hiện trong ống kính ống kính tô ấu vi quay về phía dưới, huyện Lôi Sơn bị chen chúc. Hâm mộ, ta muốn đến hiện trường tiễn tiêu tông sư, nhưng vé máy bay đã sớm bị cướp sạch, đừng nói vé máy bay, ta nhận được tin tức đi cướp vé tàu cao tốc, đường sắt cao tốc đi bên kia hết tất, vé đứng cũng không có. Nhìn dáng vẻ này, chỉ sợ có mấy trăm ngàn người chạy tới, bình thường, thành phố Z, thành phố lớn gần huyện Lôi Sơn đã có 10 triệu người, nếu ta ở thành phố Z cũng sẽ chạy bộ qua trong lúc phát sóng trực tiếp, vô số mưa bình luận hiện lên ngắn ngủi 2 phút, tin tức điên cuồng truyền ra, số người trong trực tiếp đạt tới 3-400 triệu, ông chủ đấu âm âm thầm cầu nguyện. Lúc trực tiếp này hy vọng sẽ không sụp đổ. Thêm băng thông, đừng sợ tốn tiền, ông chủ đấu âm nói, tráng hắn lúc này đã đầy mồ hôi hột. Trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này có không ít đại lão. Các vị, chào mọi người, thiểm điện tuyết điêu bay đến bầu trời biệt thự. Tô ấu vi chỉ ngay điện thoại vào tiêu phàm, tiêu phàm mở miệng nói trong lúc phát sóng trực tiếp lại có thanh âm của hắn phát ra tất cả mọi người chạy tới huyện lôi sơn bên này đều có thể nghe được cảm ơn sự yêu thương của mọi người rất nhiều người chạy tới tiễn ta và ấu vi mọi người không nên chen chúc để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn bằng hữu nào còn chưa tới huyện lôi sơn thì đừng tới tấm lòng các ngươi ta nhận nhưng huyện lôi sơn đã không chen được trên đường đi rất nhiều người dừng lại trực tiếp mở họ mở trực tiếp xem hai giờ trôi qua màn đêm buông xuống các vị chúng ta cứ nói chuyện đến đây đi nước hát rất tốt nhưng trong nhà còn có ngôi vị hoàng đế phải kế thừa chỉ có thể tạm biệt mọi người nước hát trường tồn tiêu phàm có chút không nỡ nói vô số mưa bình luận điên cuồng hiện lên nước hát trường tồn tiêu tông sư hẹn gặp lại tiêu phàm nhìn tô ấu vi trong lúc trực tiếp đã đóng vẫn rất nhiều người không rời đi vẫn điên cuồng gửi mưa bình luận tiêu tông sư chúng ta đến hiện trường thì có lợi ích gì hay không tiêu tông sư nếu không hát một bài phía dưới có người lớn tiếng nói hát một bài hát một bài mấy triệu người nhanh chóng đồng thanh kêu lên tiêu phàm mở miệng nói ta hát cho mọi người một bài truyền nhân của rồng đi cổ họng ta vịt đực hát không tốt thì mong mọi người đừng thấy lạ nhiều người đã phát trực tiếp rất nhiều người trên mạng lại chạy tới rất nhiều phòng trực tiếp còn lại lại thấy tiêu tông sư rơi nước mắt thế mà tiêu tông sư còn muốn ca hát đã quá tiêu phàm hát lên bài truyền nhân của rồng truyền đi khiến rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào long hồn mờ nhạt trong lòng hàng tỷ dân chúng nước hát tỉnh lại đều phải đi rồi tiểu tiêu còn giúp chúng ta một tay đại trưởng lão cảm thán nói đúng vậy mọi người xung quanh gật đầu bài truyền nhân của rồng của tiêu phàm hát sẽ làm cho rất nhiều dân chúng nước hát càng thêm yêu nước văn hóa tự tin của dân chúng nước hát cũng sẽ tăng lên không ít các vị thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm mọi người giải tán đi chúng ta phải đi tiêu phàm và tô ấu vi tiến vào trong biệt thự các vị tất cả chúng ta cùng nhau hát một bài chúc ngươi một đường thuận buồn xuôi gió đi bên ngoài biệt thự có người lớn tiếng nói được nhiều người đáp lại không lâu sau bài hát vang lên ngày càng có nhiều người tham gia cuối cùng mấy triệu người ở huyện lôi sơn đồng thời hát trong biệt thự tiêu phàm cảm thấy mũi chua xót thời gian dần dần đến đêm khuya không có quốc gia nào có thể đánh bom hang động để làm hại tiêu phàm bọn họ dù sao cho dù thành công ở dị giới còn có tiêu hải không có tiêu phàm ở đây tiêu hải cũng có thể phái một số cao thủ đến đây bất cứ ai giết tiêu phàm chắc chắn sẽ bị tiêu hải diệt quốc diệt tộc cháu yêu ấu vi một giọng nói phát ra từ chiếc gương bên cạnh tiêu phàm và tô ấu vi ông nội ông nội tiêu tiêu phàm họ nhìn về phía gương tiêu hải nói cháu yêu, nơi này linh khí lưu chuyển rất nhiều, ngươi đã đạt tới đại võ tông viên mãn sao, tiêu phàm gật đầu cười. Ông nội, ta trước hết để cho ấu vi truyền tống đến nơi đó, sau đó sẽ thông qua không gian linh huyệt trước kia, truyền tống của nàng sẽ không ảnh hưởng đến không gian linh huyệt tiêu phàm nói. Tiêu hải gật đầu, ông nội trước khi tới đây sẽ truyền lại một ít hách diệu kim linh cho ngươi, cuối cùng lưu lại một ít đồ tốt cho nước hát, được, ngay sau đó tiêu phàm đã mở linh huyệt ra, tô ấu vi đã dịch chuyển tức thời đến đó trước sau đó tiêu phàm đã gửi rất nhiều hắc diệu kim linh tới việc chuyển thứ này bây giờ khá thuận tiện nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều trong tương lai cương cục trong biệt thự còn sót lại một ít hắc diệu kim linh tiêu phàm đã gửi một tin nhắn sau đó tiêu phàm tiến vào mở ra lối đi linh huyệt lấy tu vi của hắn bình thường truyền tống tuy mạo hiểm nhưng hắn có năng lực không gian mạnh mẽ tiêu phàm ước tính rằng tỷ lệ tử vong của hắn sẽ không vượt quá một phần trăm đinh Khương Vạn Trần nhận được tin nhắn từ Tiêu Phàm. Hắn hiện đang ở huyện Lôi Sơn, gần biệt thự của Tiêu Phàm. Vâng, Khương Vạn Trần thầm thở dài một cái. Giao tiếp với Tiêu Phàm luôn rất thoải mái, hắn thực sự không muốn rời xa Tiêu Phàm nhưng Tiêu Phàm có ngôi vị hoàng đế cần thừa kế ở dị giới. Nếu chỉ là tiền, quốc gia có thể sẽ đưa nó cho Tiêu Phàm, nhưng đế quốc Thần Long là một siêu đế quốc với lãnh thổ 50 triệu km vuông sức hấp dẫn của ngai vàng của một đế quốc như vậy thật đáng kinh ngạc trước khi chia tay ta đã để lại một món quà như vậy cho đất nước cảm ơn ngươi khương vạn trần nói thầm trong lòng chẳng mấy chốc tiêu phàm đã xuyên qua lối đi không gian hắn xuất hiện bên cạnh tiêu hải tô ấu vi cũng ở đó họ vui vẻ nhìn tiêu phàm tham kiến điện hạ thẩm kính thiên đang chờ một số tướng lĩnh bóng dáng của tiêu phàm xuất hiện họ nhanh chóng hành lễ thẩm tướng quân ngài không cần quá khách khí. Tiêu phàm mỉm cười. Tạ ơn điện hạ, thẩm kính thiên và những người khác đồng thanh nói. Tiêu hải cười nói, cháu yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu tu vi của ngươi mạnh hơn, ngươi có thể quay về linh huyệt này không? Tiêu phàm nói, ông nội, sẽ khó khăn. Ta hiện tại đã là đại võ tông viên mãn, đợi đến cấp tu vi võ vương, sợ là không qua được, ở đây, tốc độ tu luyện của hắn nhanh gấp 50 lần so với lúc ở trái đất, dựa vào thiên phú của hắn có lẽ cần hơn nửa tháng mới có thể đạt tới cấp bậc võ vương nếu tiêu hải chuẩn bị cho hắn những thứ khác như vậy thăng cấp sẽ càng nhanh trước đây tiêu phàm đã xuyên không hắn không có sự giúp đỡ của tiêu hải để luyện tập trên đảo môi trường ở đó không thể nói là đặc biệt tốt vậy ngươi có thể yên tâm ở chỗ này đi thôi hiện tại quan trọng nhất chính là bế quan tu luyện tiêu hải mỉm cười tiêu phàm chưa bao giờ thấy nhiều quan lại trong triều đình ở dị giới nhưng những điều này không quan trọng sau này gặp lại cũng không muộn ừm tiêu phàm gật đầu ngay sau đó tiêu phàm và họ đã rời đi tuy vậy linh huyệt này nhất định phải có người trông coi sau này linh huyệt cấp sss này nhất định sẽ dùng để liên hệ với nước khác cao thủ bình thường cũng có thể đi qua thật là một tòa thành hùng vĩ tiêu phàm và những người khác trở về thần đô tiêu phàm đã xem ảnh và video thần đô nhưng thực ra ở đây Cú sốc của thần đô với Tiêu Phàm còn lớn hơn nhiều. Tường thành của thần độ cao chính thức, cao bằng tòa nhà 10 tầng, trước tường thành cao như vậy, vì áp chế sức mạnh nên rất khó công thành. "Cháu yêu, dân số thần đô hiện đã vượt quá ngàn vạn người, đó là thành trì thịnh vượng và quyền lực nhất trên toàn thế giới." Tiêu Hải mỉm cười nói. "Có khá nhiều thành phố ở nước khác có dân số hơn ngàn vạn người, nhưng đây là ở dị giới." không có nhiều nhà cao tầng như vậy và dân số chỉ ở mức ngàn vạn người. Tại thành cổ Trường An vào thời nhà đường ở Trung Quốc, các nhà sử học ước tính rằng nhiều nhất là 178 triệu người, ước tính thận trọng chỉ có 500.000 đến 600.000. Tính trung bình cũng khoảng khoảng 1 triệu người. Lộc cộc. Cổ xe cực kỳ sang trọng chậm rãi lái vào thần đô, cổ xe được kéo bởi một con linh ngựa chất lượng hàng đầu, một con ngựa như vậy cực kỳ đắt đỏ. Cháu yêu, ngươi cảm thấy thế nào tiêu hải cười hỏi xuyên qua bức màn xe ngựa mờ tiêu phàm có thể thấy bên ngoài cảm giác rất kỳ lạ kiến trúc nơi này có chút tương tự với cổ đại nước hát nhưng so với cổ đại nước hát kiến trúc ở đây đồ sộ hơn hẳn tiêu phàm nhìn ra bên ngoài và nói tiêu hải cười nói nơi này linh khí rất nhiều cây cối mọc cao mấy trăm mét cũng không có gì lạ khắp nơi đều có cây đại thụ đếm không xuể, những thứ đó cũng thuận tiện cho các võ giả xử lý, các kiến trúc cổ ở nước hát tinh tế hơn, ở đây tráng lệ hơn. Cháu yêu, ngươi không có cảm giác gì khác sao, thần đô bao gồm toàn bộ đế quốc thần Long và tất cả sẽ thuộc về ngươi trong tương lai, tiêu phàm sửng sốt, vừa rồi hắn không nghĩ tới cái này. Ông nội, tạm thời ta có chút chưa thích ứng được, tiêu phàm khẽ cười nói. Từ từ rồi sẽ quen, xe ngựa tiếp tục đi đến hoàng cung. Thần đô, ta đến đây, Tiêu Phàm nghĩ thầm, tim đập nhanh hơn. Phải mất 2 giờ để Tiêu Phàm và cổ xe của hắn vào cung điện, chuyến đi này đã cho phép Tiêu Phàm trải nghiệm đầy đủ sự thịnh vượng của thần đô. Loại thịnh vượng này khác với những tòa nhà cao tầng ở nước khác, so sánh cả hai, Tiêu Phàm thực sự thích cảm giác của thần đô hơn. Những ngôi nhà ở thần đô, ngoại trừ một số tòa nhà đặc biệt, về cơ bản không vượt quá 5 tầng, và những tòa nhà ở đây không đơn điệu như vậy. "Cháu yêu, hoàng cung chính là nơi có long mạch cực lớn." ông nội đã chuẩn bị một linh trì cho ngươi ở chỗ này để tu luyện, ngươi có thể ở trong linh trì mà tu luyện. Tu vi đại võ tông viên mãn của ngươi vẫn còn hơi thấp, trước khi ông nội đột phá thì ngươi nhất định phải đạt tới cấp bậc võ đế tiêu hải trầm giọng nói. Tiêu phàm gật đầu. Ông nội, không phải ấu vi sẽ luyện tập với ta sao, tiêu hải lắc đầu, không phải, các ngươi luyện công pháp không giống nhau, cần linh dịch, bố trí trận pháp, các loại hoàn toàn không giống nhau, Liên Minh bốn nước đang rơi vào bế tắc cùng chúng ta, hiện tại là lúc ngươi nên nỗ lực nâng cao, có thể tham gia đàm phán, địa điểm đàm phán có thể được chọn ở thần đô, không có yến tiệc hay gì cả. Tiêu Hải mang theo Tiêu Phàm đến địa điểm huấn luyện, nơi này sẽ không áp chế thực lực của tiểu Phàm. "Cháu yêu, vào trong xem thử một chút, ông nội làm người chuẩn bị không ít thời gian, nơi này có tốc độ tu luyện hẳn là rất tốt." "Đúng rồi, cầm cái này đi." tạm thời không thể để nó nhận ra chủ nhân, có thể làm quen với nó trước, tiêu phàm cầm ấn giang sơn bước vào một linh hồ màu tím nhạt. Nhanh quá, tiêu phàm sớm bắt đầu luyện tập cửu chuyển chân long quyết. Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn gấp đôi so với trên đảo, nhanh hơn gấp trăm lần so với trên trái đất. Cháu yêu, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn ông nội rất nhiều, tiêu hải mỉm cười nói. Tiêu phàm từ sớm đã sử dụng rất nhiều hoàng kim long vĩ các loại, Tiêu Hải đến 6, 70 tuổi mới xuyên qua, hắn không có điều kiện như này. Diện tích đất đai của đế quốc thần diễm trước đây không nhỏ, nhưng họ chỉ có thể lấy được hai hoặc ba dọc hoàng kim long tủy, điều này cực kỳ quý giá. Sinh mệnh linh dịch rất quý giá trên trái đất, nhưng ở dị giới sinh mệnh linh dịch giá cả cũng không bằng một phần triệu hoàng kim long tủy. Người bình thường giàu có hơn một chút, hoàn toàn có thể lấy được sinh mệnh linh dịch ở dị giới, huống chi là hoàng kim long tủy. Ở một quốc gia nhỏ hơn hoàng đế có thể không đủ tư cách để thưởng thức nó. Lãnh thổ của đế quốc thần long bây giờ thậm chí còn rộng hơn, và nó chỉ có thể thu được khoảng năm dọc hoàng kim long tủy, điều này vẫn còn ít đến mức đáng kinh ngạc. Ông nội, tốc độ tu luyện của ta hiện tại nhanh hơn trên trái đất khoảng 120 lần, tốc độ này sẽ giảm sao, tiêu phàm hỏi. Tiêu hải nói, tu luyện trong linh trì chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt nhất ngay từ đầu, về sau có lẽ sẽ giảm xuống khoảng 100 lần tiêu phàm khẽ gật đầu cấp trăm lần đã là mạnh rồi, hắn cũng tu luyện nhanh hơn trên đảo rất nhiều, tiêu phàm tự tin khoảng một tuần nữa sẽ đạt tới cấp bậc võ vương. Cháu yêu, ngươi trước hết chăm chỉ tu luyện đi, về liên minh bốn quốc gia thì ông nội trước để họ yên đi, miệng lưỡi ngươi thật sắc bén, đến lúc đó để ngươi nói với họ, tiêu hải mỉm cười. Ừm. Tiêu phàm nhắm mắt lại và bắt đầu tu luyện, năng lượng mạnh mẽ trong linh trì nhanh chóng tiến vào cơ thể hắn, và năng lượng nhanh chóng được luyện hóa và hấp thụ thật là thoải mái việc tu luyện ở bên kia trái đất còn tồi tệ hơn bên này nhiều tiêu phàm nghĩ thầm sáu ngày trong nháy mắt trôi qua tiêu phàm cảm nhận trong cơ thể bột phát ra một năng lượng mạnh mẽ không chút ngoài ý muốn mà đột phá đến cấp bậc võ vương đây là đột phá không tồi mấy giờ sau tiêu hải đi tới chỗ của tiêu phàm hắn cười nói cho người mấy thứ này người mau hấp thụ đi tiêu hải cười nói hắn lấy ra một hộp năng lực không gian hình cầu bên trong có mấy trăm viên năng lực không gian lớn nhỏ trong số đó hạt nhỏ chỉ có kích thước bằng viên bị và việc hấp thụ những hạt năng lực không gian như vậy sẽ không giúp ích gì nhiều cho tiêu phàm còn hạt lớn thì to bằng nắm tay ông nội nếu ta hấp thụ những thứ này sau này năng lực không gian của ta có thể đạt đến cấp bậc nào tiêu phàm hỏi tiêu hải nói ngươi hấp thụ những thứ này không gian năng lực có thể đạt tới võ đế sơ kỳ Chiến lực có lẽ có thể đạt tới võ đế hậu kỳ, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, ông nội, hấp thụ hết thảy mà không đạt tới cấp bậc võ đế viên mãn sao? Tiêu Hải gật đầu. Vì năng lực không gian hiếm thấy, bất quá ngươi đừng lo lắng, đế quốc thần long chúng ta có thể thu về từ nước ngoài rồi nâng cao thực lực, năng lực không gian của ngươi nếu đạt đến võ đế trung kỳ nhất định sẽ không thành vấn đề, đến lúc đó, lực chiến đấu toàn diện của ngươi sẽ giống như võ đế viên mãn, Tiêu Hải cười nói. Trước đây rất khó để có được viên năng lực không gian từ các đế quốc khác, nhưng giờ đây sức mạnh của đế quốc Thần Long đã vượt qua đế quốc Kền Kền. Là quốc gia hùng mạnh nhất, chắc chắn sẽ được những quốc gia nịnh hót. Chỉ cần tiêu hải muốn, nhất định sẽ có quốc gia đưa ra viên năng lực không gian. Ông nội, hẳn là chiến hạm đứng đầu đã cải tạo xong chưa, tiêu phàm hỏi. Tiêu hải cười nói, 20 ngày qua chế tạo xong hai chiếc, hiện tại chúng ta tổng cộng có 15 chiếc chiến hạm đứng đầu trong đó 7 chiếc có thể bay về phía nước Thiên La, có 7 tàu chiến hàng đầu có thể bay trong liên minh 4 quốc gia, về phương diện này đã ngang bằng với đế quốc Thần Long. Chỉ có 2 chiếc, ta nghĩ ít nhất phải có 3 con tàu trong 20 ngày, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Tiêu Hải cười nói, tạm thời tính thêm hai cái kia, chiến hạm đứng đầu cũng đủ rồi, chỉ có 4 loại chiến hạm đứng đầu không có sửa đổi, chúng ta sau khi có đội hình với trình độ cao hơn, chúng ta sẽ chế tạo những chiếc kia, bây giờ trọng tâm của việc xây dựng đã chuyển sang các chiến hạm đứng đầu, tiêu phàm gật đầu một cái, thì ra là như vậy. So với các chiến hạm hàng đầu, số lượng chiến hạm đứng đầu trong đế quốc Thần Long ít hơn rất nhiều, và tổng cộng chỉ có 70-80 chiến hạm hạng nhất. 15 chiến hạm đứng đầu, 70-80 chiến hạm nhất lưu, đây không phải là đối thủ, đế quốc kền kền vốn có 13 chiến hạm cực phẩm, hơn nữa có khoảng 130 chiến hạm nhất lưu tỷ lệ chiến hạm hàng đầu so với chiến hạm nhất lưu là một trên mười ông nội tình hình nước hát có ổn không tiêu phàm hỏi họ không đến một số quốc gia và thế lực lại gây rối tiêu hải cười nói rất tốt hết thảy đều bình thường rất nhiều người nước hát đều đã học qua chiến trận ngươi cũng không cần lo lắng về nước hát người cháu yêu của ta tiếp tục tu luyện đi tu vi của ngươi tương đối ổn định tạm thời không cần dừng lại tu luyện để củng cố tiêu phàm gật đầu Ngoài ý muốn, lại thêm 10 ngày trôi qua, tu vi Tiêu Phàm đã đạt tới võ vương trung kỳ, năng lực không gian cũng đạt tới võ vương sơ kỳ, sức mạnh chiến đấu đã tới võ hoàng sơ kỳ. Sau đó, khoảng cách giữa mỗi cảnh giới nhỏ trở nên lớn hơn và Tiêu Phàm trở nên vượt cấp ít hơn, và hắn không còn ở trong cảnh giới lớn nữa. Khi năng lực không gian của Tiêu Phàm ở võ đế sơ kỳ, sức chiến đấu của hắn chỉ ở cấp bậc võ đế hậu kỳ và thậm chí còn có ít cấp bậc hơn mà hắn có thể vượt qua vào thời điểm đó tuy nhiên ở giai đoạn đầu của võ đế có được sức chiến đấu của cấp bậc võ đế hậu kỳ đã cực kỳ mạnh mẽ và nếu cấp bậc võ đế có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ thì sẽ rất lợi hại lão đại nhị ca bàn tử khi đạt đến võ vương trung kỳ tiêu phàm dừng tu luyện hắn thấy khổng hút diệp phi và thẩm thần họ không còn như trước nữa họ đều có tu vi cấp bậc đại võ tông đều đã hấp thụ viên dị năng hơn nữa đều có dị năng cảnh giới cấp võ vương mạnh nhất là diệp phi người có sức chiến đấu đã đạt đến cấp bậc võ vương viên mãn tăng thêm nữa diệp phi sẽ có được thực lực cấp võ đế nhìn toàn bộ đế quốc thần long võ đế rất lợi hại họ chắc chắn có thể trở thành cánh tay phải của tiêu phàm trong tương lai tham kiến điện hạ khổng hút họ nhìn nhau rồi cùng hành lễ sao các ngươi lại làm đến mức này, tiêu phàm tức giận nói. Khổng hút nghiêm túc nói, Điện Hạ, người mới vừa như vậy còn bảo chúng ta thế, hiện tại ngài đã là thái tử đế quốc thần Long, chúng ta không thể như trước nữa, làm thái tử, ngài nhất định phải có uy nghiêm thái tử, nếu không người khác có thể kinh thường, không có lợi cho ngươi trong việc khống chế cục diện, Diệp Phi và thẩm thần cũng gật đầu. Diệp Phi nói, Điện Hạ, vừa rồi ngài còn có thể gọi chúng ta như vậy, chúng ta rất cảm động nhưng vừa rồi là lần cuối cùng điện hạ ngài gọi thẳng tên chúng ta đi thẩm thần nói điện hạ nếu còn gọi như vậy nếu có người nghe được rất có thể sẽ đánh giá chúng ta chúng ta cũng có thể sẽ bị xa lánh tiêu phàm lướt mắt qua bọn người khổng hút đám người khổng hút nghiêm túc nhìn tiêu phàm được rồi được rồi theo ý các ngươi thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh đoán chừng còn nhanh hơn ta trước đó tiêu phàm mỉm cười nói diệp phi cười nói đều là thành quả nỗ lực bồi dưỡng của bệ hạ nếu không chúng ta bây giờ có thể đạt được cấp võ tông thì tốt rồi so với ngươi thực lực chúng ta không đủ ngươi đã ở cấp võ vương chúng ta chỉ ở cấp đại võ tông không biết sau này có giúp được gì cho ngươi không tiêu phàm cười nói diệp phi ngươi đã đạt đến cấp võ đế đừng xem thường chính mình thực lực của ngươi bây giờ cũng không yếu thẩm thần nói điện hạ bây giờ tin tức đã truyền ra nếu chúng ta muốn quay về nước hát thì đợi một lúc được không tiêu phàm cười nói đương nhiên có thể người nhà các ngươi còn đang ở nước hát nhưng các ngươi quay về một lần chỉ có thể đi một người các ngươi đi đi về về mất một lúc dùng sức mạnh của các ngươi hôm nay nếu nước hát xuất hiện mối nguy hại thì các ngươi có thể nhanh giúp đỡ thẩm thần cười khà khà đến lúc đó chúng ta cũng có thể nổi tiếng thẩm hút dò hỏi điện hạ ngươi và tô ấu vi khi nào thì kết hôn nếu sắp đến thì trước hết chúng ta không trở về. Tiêu Phàm nói, trước khi chúng ta kết hôn, ta sẽ lên ngôi trước, sau đó trong lúc lên ngôi có thể sẽ cùng liên minh bốn nước ký hiệp định đình chiến, hiện giờ liên minh bốn nước còn có 70 vạn đội quân ở biên giới, bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt để tiến hành lễ lên ngôi. Lễ đăng cơ của hắn, ngoài ra không ít vua các nước đến đây, chiến tranh còn chưa kết thúc, họ có đến hay không, Diệp Phi cười nói, hẳn là cũng nhanh rồi tạm thời chúng ta cũng không vội tiêu phàm gật đầu nghe ông nội nói các ngươi luôn luôn hết sức tu luyện cũng không có ra ngoài đi dạo phải không chúng ta ra ngoài đi dạo ăn khuya ở thế giới này và uống chút rượu mắt đám người khổng hút sáng lên điện hạ an toàn của ngươi khổng hút mở miệng nói phương diện này họ có chút lo lắng tiêu phàm xưa không bằng nay nếu hắn nảy sinh vấn đề không chút khoa trương nào mà nói chiến tranh thế giới hoàn toàn có thể sẽ bùng nổ tiêu phàm cười nói trong bóng tối có không ít cao thủ bảo vệ hơn nữa chúng ta cũng không yếu trở ngại không lớn tu vi càng cao ở khu vực áp chế sức mạnh tốc độ sức mạnh của cơ thể cũng sẽ càng mạnh bọn tiêu phàm có thực lực không thấp ừm đám khổng hút gật đầu màn đêm buông xuống tiêu phàm cùng họ ra ngoài hoàng cung ban đêm đều rất náo nhiệt tiêu phàm cùng họ tới một quán rượu ven sông có gió thổi vừa uống rượu vừa ăn thịt vô cùng nhàn nhã. Đến đây, lão đại, lão nhị, bàn tử, chúng ta cùng uống một cái. Đã lâu rồi không cùng nhau uống rượu, tiêu phàm dơ chén rượu lên cười nói. Đám khổng hút đều nhìn trầm trầm tiêu phàm, tiêu phàm nói, hiện giờ đang ở bên ngoài, chúng ta che giấu tung tích tới đây. Ngươi coi như có lý uống, bốn người cùng chén sau đó uống một hơi cạn sạch. Lão Tam, thế giới thay đổi thật là nhanh, trước đây chúng ta đâu có nghĩ đến lại có thể đến một thế giới khác cùng nhau uống rượu khổng hút có chút khó tin mà nói thẩm thần cười ha hả nói chúng ta đến thế giới khác uống rượu không như tam ca bây giờ khác rồi lại có thể làm hoàng đế cái này có mơ ta cũng không dám làm diệp phi cười nói cuối cùng ta cũng đạt được mục tiêu trước kia là trở thành đại cao thủ năng khiếu bẩm sinh không nghĩ tới hiện giờ đã sắp đến sức mạnh của cấp bậc võ đế tiêu phàm nói lão đại nhị ca bàn tử sau này các ngươi có nghĩ muốn đến nơi nào để phát triển chưa? Các ngươi nói một chút khổng hút nói, lão tam, chúng ta đã bàn bạc rồi, ngươi muốn chúng ta ở chỗ nào, thì ném chúng ta tới đó là được. Tiêu phàm lắc đầu, chủ yếu vẫn là xem tâm nguyện của các ngươi khổng hút nói, lão tam, nếu đế quốc kền kền đã thất bại, sau này còn có chiến tranh nữa không? Nếu có ta muốn đi quân đội, sau đó nếu có thể dẫn đầu đội binh cố gắng đánh giặc. Tiêu phàm khẽ cười nói, chắc chắn sẽ có, dù cho đế quốc thần long chúng ta đứng đầu thiên hạ, cũng vẫn sẽ có kẻ không nghe lời. Hơn nữa, đế quốc kền kền cho dù lui lại, sau này vẫn sẽ có mâu thuẫn, hiện giờ đế quốc kền kền vẫn chưa đủ sụp đổ, khổng hút hớn hở nói, ta đây muốn đi quân đội. Lục quân hay là thủy sư? Tiêu phàm hỏi thăm. Khổng hút suy nghĩ một chút rồi nói, lục quân đi, lão tam ta muốn bồi dưỡng quân đoàn tu la được không? Quân đoàn tu la rất mạnh. Đương nhiên là được tiêu phàm gật đầu ba người bọn khổng hút tiêu phàm đều tin cho dù khổng hút không đề cập tới chỗ nào quan trọng thì tiêu phàm sẽ bố trí họ đến đó nhị ca còn ngươi tiêu phàm nhìn về phía diệp phi rồi hỏi diệp phi nói lão tam tuyết yến thích yên bình ta ở thần đô bên này tốt lắm ngươi xem thử có vị trí nào không tiêu phàm suy nghĩ một lúc rồi nói thần đô bên này có cấm hộ vệ lúc đó để nhị ca ngươi tiến vào cấm vệ quân thế nào chờ cho thực lực của ngươi tăng lên sau này ngươi có thể trở thành chỉ huy cấm vệ, Diệp Phi gật đầu, cũng được, nếu trong cấm vệ quân có người muốn gây sự, ta còn có thể dò la tin tức. Tiêu Phàm nhìn về phía thẩm thần. Thẩm thần nhếch miệng cười nói, tam ca, lão đại đi quân đội, nhị ca đi cấm vệ quân, ta đây đi thủy sư là được rồi. Thủy quân đi khắp nơi, ngoài ra ta còn có thể thấy các em gái ở các nước, còn được các em gái làm cho ấm áp khổng hút nói, lão tứ, ngươi cũng đừng có mù quáng, thượng bất chính hạ tắc loạn, quân đội cần có kỷ luật tốt lão đại ta nói đùa một chút thẩm thần cười mỉa nói tiêu phàm cười nói vậy quyết định như vậy lão đại đi quân đội nhị ca đi cấm vệ quân bàn tử ngươi đi thủy sư các ngươi phải cố gắng quân đội là chỗ thực lực thực lực của các ngươi nếu quá kém ta cũng không thể nhắc tới các ngươi với cấp trên đám người khổng hút gật đầu cái này họ đương nhiên hiểu rõ nếu thực lực của họ không đủ tới cấp bậc võ đế, tiêu phàm có mạnh mẽ cân nhắc họ tới vị trí với thẩm kính thiên thì ai lại phục, soãn, đúng lúc này, âm thanh bình rượu vỡ trên mặt đất vang lên. Lão già kia, kêu cháu gái ông lại đây uống vài chén rượu với bọn ta cũng khó khăn. Mau kêu nàng ta lại đây. Âm thanh thô lỗ vang lên. Bọn người tiêu phàm nhìn qua. Họ ngồi ở chỗ này khá cao, tầm mắt rất tốt, từ nơi này họ có thể thấy rõ ràng hơn 10 thước. Vị này, ngài, ngài bỏ qua cho Y Y đi, Y Y vẫn chỉ mới có 14 tuổi, nàng vẫn còn là một đứa nhỏ, người nói chuyện là một ông lão khoảng năm 60 tuổi, hắn quỳ xuống dập đầu nói. Lão già kia, ta đây muốn kêu nàng ta giúp bọn ta uống rượu, ngươi một mực từ chối, ngươi cho rằng ta không dám trừng trị ngươi, nếu nàng ta không qua đây, có tin hay không lão tử qua ngươi xuống sông cho cá ăn. Nói chuyện là một tên khoảng 30 tuổi, thân hình hắn cao lớn, dáng vẻ hung hăng, xung quanh có nhiều người đều không dám lên tiếng vẻ mặt tiêu phàm u ám hắn đứng lên đi tới bọn người khổng hút vội đi theo xung quanh có không ít ám vệ đi lại nhưng họ cũng không bại lộ các ngài quá nga ngược nếu họ không muốn các ngài cần gì ép buộc tiêu phàm trầm giọng nói thằng nhãi con từ đâu tới ngươi dám quản chuyện của quách đại gia ánh mắt sắc bén trừng về phía bọn người tiêu phàm hắn cũng không nhận ra tiêu phàm tiêu phàm cũng không thay đổi dáng vẻ nhưng thế giới khác không có ảnh chụp cũng không có internet người biết dáng vẻ của tiêu phàm rất ít thật đúng là chúng ta muốn nhúng tay vào làm sao khổng hút sa sầm nói đối phương cười gằn nói bốn thằng nhãi các ngươi cũng dám lo chuyện bao đồng lão tử lập tức cho các ngươi biết hậu quả của việc lo chuyện bao đồng là như nào các anh em cho họ biết tay đi người đàn ông ngồi cùng bàn đứng lên siết tay thành nắm đấm thẩm thần nói lão đại lão nhị các ngươi bảo vệ tam ca đừng có ra tay để ta trong nháy mắt thẩm thần nhào tới hắn như hổ lao vào đàn dê toàn bộ đám người kia bị hắn đánh ngã nhanh chóng thẩm thần có tu vi ở cấp bậc đại võ tông hiện giờ cho dù tu vi bị áp chế thực lực của hắn cũng mạnh hơn người thường nhiều thằng nhãi con các ngươi có gan mà để lại tên lão tử không làm cho các ngươi nhà tan cửa nát lão tử sẽ không mang họ quách tên đứng đầu nghiêm nghị nói tiêu phàm lạnh lùng nói quách gia thật sự rất giỏi ta chưa từng nghe qua quách gia gì đó trái lại ngươi nói thử nhà ngươi đang làm nghề gì mỗi lần gặp chuyện đều như vậy tiêu phàm trong lòng phát cáo tên đứng đầu nghiêm túc nói vậy ngươi nghe cho rõ trước đây quách gia bọn ta là quý tộc ông nội của ta làm quan trong ngũ phẩm chức quan trong ngũ phẩm dĩ nhiên là không thấp quý tộc hiện tại đã là đế quốc thần long ngoại trừ hoàng tộc bây giờ quý tộc đã không còn nữa tiêu phàm trầm giọng nói tên đàn ông cười lạnh nói mặc dù quý tộc đã không còn nữa nhưng thế lực của quách gia bọn ta vẫn còn quyền lực vẫn còn tồn tại mấy thằng nhãi các ngươi là ai đừng tưởng các ngươi có chút thực lực thì khiêu khích với bọn ta các ngươi vẫn còn có chút non nớt ánh mắt tiêu phàm lóe lên đế quốc thần long vừa thành lập đã lập tức bị đe dọa từ bên ngoài thế lực nội bộ còn một ít vẫn chưa loại trừ lần này ra ngoài thì gặp chuyện chuyện như vậy ở đế quốc thần long không phải là chuyện mới mẻ gì ta là ai tiêu phàm lạnh lùng nói rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai tới đây tiêu phàm thấp giọng rất nhanh mười người từ chỗ khác nhau cùng xông ra tham kiến điện hạ những người này quỳ trên mặt đất đồng thanh nói tiêu phàm trầm giọng nói bắt hết bọn họ ra lệnh cho quan phủ kiểm tra nghiêm ngặt gia tộc bọn họ bất luận kẻ nào dám bao che thì hãy cẩn thận cái đầu điện điện hạ sắc mặt mấy người đó trở nên trắng bệch tiêu hải không có con chỉ có một đứa cháu trai điện hạ chỉ có một người chính là tiêu phàm sau này hắn chính là hoàng đế điện hạ tha mạng điện hạ tha mạng mấy tên đó ra sức cầu xin tiêu phàm lạnh lùng nói quý tộc của triều đại trước rất là lợi hại à tội ác cả đầu đuôi ngọn gốc của họ phải điều tra rõ ràng một năm thì phán ba năm ba năm thì phán mười năm đầu của họ cũng đừng cần nữa Mồ hôi lạnh trên trán mấy tên đó nhanh chóng ứa ra. Sắc mặt họ càng trở nên khó coi. Sự việc hôm nay không phải là lần đầu tiên, chuyện như vậy trước đây không ít, theo luật họ sẽ bị phạt 10 năm tù trở lên. Ban đầu cũng an vị ngồi tù, trong nhà đưa rất nhiều tiền, nói không chừng 1-2 năm thì có thể ra ngoài, bây giờ thì phải chém đầu. Điện hạ, ngài không thể như vậy được. Điện hạ, theo luật của đế quốc thần long tội của chúng ta không đáng chết, hai người trong đó hết sức sợ hãi nói. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, vương quyền của đế quốc thần long lớn hơn luật pháp, ta muốn xử phạt nặng các ngươi thì có vấn đề gì sao? Mấy người đó há miệng không nói nên lời. Vương quyền của đế quốc thần long lớn hơn luật pháp, Tiêu Phàm là người kế vị, đừng nói họ có tội lớn, vô tội cũng ban cái chết cho bọn họ. Cái này gọi là gì? Nổi trận lôi đình cũng là ân huệ của đế vương. Mang di, Tiêu Phàm khoát tay, mấy người đó lập tức bị mang đi. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Y y, mau, ngươi cũng nhanh tới đây khấu đầu, ông lão quỳ gối vẻ mặt kích động dập đầu nói. Bái kiến điện hạ y, y quỳ xuống, ngoài ra mọi người xung quanh cũng quỳ xuống. Tiêu Phàm nói, các vị miễn lễ. Sau này gặp chuyện như vậy thì đất nước sẽ xử lý nghiêm khắc, xảy ra chuyện thế này các ngươi có thể báo quan. Nếu quan chức không làm việc nhẹ thì chết nặng thì tru di tam tộc. Mọi người xung quanh toàn là người dân bình thường, nghe tiêu phàm nói vậy, họ đều tỏ ra mừng rỡ. Đa tạ điện hạ mọi người đứng lên. Tiêu phàm hỏi thăm, các vị cứ tiếp tục ăn uống đi, tiêu phàm và khổng hút tính tiền rời đi. Chủ quán không muốn lấy tiền, nhưng bọn tiêu phàm sao lại không trả tiền cho được, ông nội, chúng ta ra bên ngoài gặp phải một chuyện, tiêu phàm về tới hoàng cung. Hắn trông thấy tiêu hải có chuyện gì, tiêu phàm nói sự việc hôm nay ra. Tiêu hải trầm giọng nói, sau khi thành lập đế quốc thần Long, cuộc sống của người dân dễ chịu hơn trước đây. Nhưng chuyện như vậy quả thực vẫn không ít. Chờ chiến tranh kết thúc, chuyện này do chính cháu xử lý, ông nội đánh giặc thì được chứ loại chuyện như vậy thì ông nội không am hiểu lắm, tiêu phàm gật đầu. Chiến tranh chấm dứt, cả nước già trẻ phải sàng lọc nghiêm khắc. Chuyện như này tốn nhiều thời gian để xử lý, nhưng với đế quốc thần long mà nói thì xử lý việc này cũng không phải rất khó quân đội hoàn toàn đều nắm trong tay hơn nữa chờ khi đế quốc kền kền bị đánh bại thì lập tức không cần lo lắng thế lực bên ngoài gây sự thổ phỉ ác bá cũng sẽ không nổi dậy ông nội liên minh bốn nước vẫn không hề động tĩnh tiêu phàm hỏi thăm tiêu hải cười nói có động tĩnh rồi người của đế quốc bách vân đế quốc áo tư đã ngầm phục tùng cháu ngoan cháu cảm thấy nên đưa ra điều kiện gì cho bọn họ, đế quốc áo tư, đế quốc Bách Vân và đế quốc kền kền cùng nhau lên ý đồ xâm lược đế quốc Thần Long, xử lý nhẹ chắc chắn không được. Nhưng nếu xử lý quá nặng, họ có lẽ sẽ hết hy vọng mà đối nghịch với đế quốc Thần Long, với họ mà nói thì không phải là chuyện tốt. Tiêu Phàm nói ông nội, căn cứ ở đế quốc áo tư còn lại không ít, những căn cứ này đều tặng cho đế quốc Thần Long chúng ta. Đảo Phổ La của họ cho chúng ta thuê một nghìn năm lại còn có linh thạch, dị năng đang chờ được đền bù. Chỉ cần không cho họ đổi hoàng đế, chúng ta cương quyết một chút, những điều kiện này họ sẽ cùng nhau giải quyết. Tiêu Hải khẽ gật đầu. Còn đế quốc Bách Vân thì sao? Tiêu Phàm nói ông nội, đế quốc Bách Vân ở bên ngoài biên giới chúng ta, hơn nửa lần này họ điều động tất cả 50 vạn quân. Xử lý họ sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Đường bờ biển của họ rất dài, chúng ta cắt một phần 10 lãnh thổ của bọn họ tất cả những lãnh thổ ở đường bờ biển. Sau này quy mô quân đội của họ sẽ bị hạn chế không thể vượt qua 10 vạn, còn có linh thạch và dị năng đang chờ được bồi thường, Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, cháu ngoan, điều kiện này của cháu nói ra, đế quốc Bách Vân sau này sẽ không thể đứng lên phát triển. Khu vực giàu có nhất của đế quốc Bách Vân chính là vùng biển, vùng biển bị cắt, sau này dân chúng họ chỉ có thể cạp đất. Tiêu Phàm cười lạnh nói, dám phát động chiến tranh thì phải trả giá. Nếu đế quốc Bách Vân không đồng ý, họ chờ bị diệt quốc. Tiêu Hải cười nói, yêu cầu gần đây của cháu có chút trì hoãn, cháu dứt khoát cùng với đế quốc Áo Tư và đế quốc Bách Vân nói chuyện đi. Hoàng tử của họ đều đến đây. Tiêu Phàm gật đầu được, ta cũng muốn mở mang kiến thức với hoàng tử ở thế giới này. Tiêu Hải hớn hở nói, mặc kệ cháu có dáng vẻ gì, ông nội sẽ không quan tâm đến chuyện này. Dù sao sau này đế quốc Thần Long cũng là của cháu. Không biết ai sẽ đàm phán với chúng ta. Mong không phải là tên cáo già Đỗ Thanh Tuyền đó, Đỗ Thanh Tuyền là tể tướng, 80 đến 90% hắn ta sẽ đến đây đàm phán. Hai. Một vài người của đế quốc Bách Vân thì thầm trao đổi. Một trong số người đó là nhị hoàng tử của đế quốc Bách Vân. Những người khác là cao thủ đàm phán. Nếu bại trận trong cuộc chiến tranh thì chắc chắn sẽ tổn thất, bây giờ họ phải giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. 70 vạn quân của Liên Minh bốn nước vẫn đang ở biên giới, bốn nước Liên Minh vẫn chưa tan rã, nhưng đế quốc Bách Vân với đế quốc Áo Tư không muốn tiếp tục nữa. Họ biết đế quốc Thần Long chắc chắn có nhiều chiến hạm hàng đầu hơn, nếu quân đội của nước Thiên La rút lui thì họ có lẽ sẽ chết ở bên đó. Đến đây. Tất cả mọi người ổn định lại tinh thần đi, nhị hoàng tử của đế quốc Bách Vân trầm giọng nói. Tiêu Phàm và một số người của đế quốc Thần Long vào trong điện. Thấy người dẫn đầu là Tiêu Phàm thì những người của đế quốc Bách Vân thầm ngạc nhiên và vui mừng. Đương nhiên họ biết Tiêu Phàm là ai, chẳng lẽ Tiêu Phàm là người lãnh đạo cuộc đàm phán? Nếu vậy thì cuộc đàm phán hẳn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Điện Hạ, người chủ trì cuộc đàm phán hòa bình ư, nhị hoàng tử của đế quốc Bách Vân trầm giọng nói. Hắn ta tầm 40 đến 50 tuổi, hắn ta lớn tuổi hơn Tiêu Phàm rất nhiều. Đúng vậy. Nhưng ta phải sửa lại cho ngươi một chút, không phải đàm phán hòa bình, mà là ký tên vào hiệp nghị đầu hàng." Tiêu Phàm thản nhiên nói, "Ngươi tên là gì, hãy xưng tên ra." Nhị hoàng tử của đế quốc Bách Vân trầm giọng nói, "Ta là Nguyễn Hằng Diệu, nhị hoàng tử của đế quốc Bách Vân." Tiêu Điện hạ, bọn ta chưa bại trận bao giờ đâu. Ở biên giới, bọn ta có 70 vạn quân của liên minh bốn nước. Bây giờ bọn ta đến đây đàm phán vì sự hòa bình của hai nước." Tiêu Điện hạ nói thế, chẳng lẽ ngươi muốn bùng nổ thế chiến sao? tiêu phàm ngạc nhiên nhìn một người ở bên cạnh dương đại nhân họ không đến để ký vào hiệp ước đầu hàng ư nếu không phải thì còn nói chuyện làm gì nữa hay là để quân đội vào tiêu diệt đế quốc bách vân tàn sát hoàng thất của họ giúp đỡ con rối của hoàng đế thống trị đế quốc bách vân dương đại nhân cũng nói với vẻ hơi quái lạ điện hạ ta cũng tưởng họ đến ký hiệp ước đầu hàng xem ra chúng ta đã hiểu lầm rồi tiêu phàm khẽ gật đầu thế thì bỏ đi đàm phán hòa bình với đế quốc áo tư xong thì không cần bận tâm đến đế quốc bách vân nữa dù sao cũng phải tiêu diệt một nước trong bốn nước liên minh mới được người của đế quốc bách vân hết hồn tiêu tiêu điện hạ bọn ta ký hiệp nghị đầu hàng nguyễn hằng diệu hơi cay đắng nói tiêu phàm cười như không cười rồi nhìn nguyễn hằng diệu nguyễn hằng diệu ngươi thay đổi nhanh quá đó ta nghĩ ngươi nên kiên cường hơn một chút nguyễn hằng diệu tiêu phàm động một tí là diệt nước dọa người ta sợ lắm đó bỏ ghế của họ đi nước bại trận đến đây để ký hiệp ước đầu hàng thì còn ngồi ghế làm gì tiêu phàm thờ ơ nói hắn nói xong thì ngồi xuống ghế chủ tọa cấm vệ ở bên cạnh nhanh chóng dọn hết ghế của đám người nguyễn hằng diệu đi nguyễn hằng diệu và những người khác thầm kêu khổ khi đỗ thanh tuyền đàm phán với họ ít nhất họ còn được ngồi họ vốn tưởng tiêu phàm còn trẻ nên dễ bắt nạt hiện giờ xem ra họ đã nghĩ nhiều rồi. Dương Đại Nhân, đưa đồ cho họ đi tiêu phàm thờ ơ nói. Dương Đại Nhân đưa cho đám người Nguyễn Hằng Diệu một sách giấy, đây là các mục điều kiện đã được quyết định sau khi tiêu phàm và những người khác bàn bạc với nhau. Tổng cộng có 50 đến 60 điều. Có rất nhiều khoản bồi thường cho việc chia cắt đất, hàng năm đế quốc Bách Vân còn phải cống nạp thêm nữa. Tiêu Điện Hạ, cái này không thể nào. Bọn ta chắc chắn sẽ không ký hiệp ước bán nước như thế này, Nguyễn Hằng Diệu xem xong thì lên tiếng với sự tức giận tột cùng. Mấy tên đại sứ còn lại của đế quốc Bách Vân cũng cực kỳ tức giận. Tiêu Phàm thờ ơ nói, không ký thì diệt nước thôi. Hoàng tộc hay sĩ tộc cũng trảm hết. Cho các ngươi 5 phút để suy nghĩ. Khi nào hết thời gian, các ngươi có thể rời đi, sau đó các ngươi hãy đợi bị tịch thu tài sản và chém đầu đi. Đám người Nguyễn Hằng Diệu tức giận nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Điện Hạ, ngươi đang quá độc tài rồi đấy một sứ giả của đế quốc bách vân nói tiêu phàm cười mỉa độc tài các ngươi liên minh với nhau để tiêu diệt đế quốc thần long của bọn ta rồi cuối cùng lại nói đế quốc thần long của bọn ta độc tài huống hồ bọn ta không độc tài thì chẳng phải sẽ phụ lòng các tướng sĩ đã tử trận sao nguyễn hằng diệu cắn răng nói tiêu điện hạ dù sao đế quốc bách vân của bọn ta cũng có dân số lên đến mấy chục triệu người bọn ta cũng không dễ chọc đâu tiêu phàm khẽ gật đầu ta hiểu rồi xem ra các ngươi muốn lựa chọn chiến tranh thật ra ta cũng muốn lựa chọn như thế có một trận chiến diệt nước thì mới mang lại cho ta uy danh được tiêu phà mỉm cười rồi nói một tên sứ giả của đế quốc bách vân vội nói tiêu điện hà đợi đã một số điều khoản trong đây có thể thay đổi lại không ví dụ như chia cắt đất vùng duyên hải ngươi có thể để lại cho bọn ta một ít lãnh thổ vùng duyên hải không tiêu phàm thờ ơ nói không thể thay đổi bất cứ chữ nào đã được viết trên đó các ngươi chấp nhận thì chấp nhận không chấp nhận thì về mà chờ chết ta sẽ nói ở đây luôn bốn nước của các ngươi liên minh với nhau và ta chắc chắn sẽ tiêu diệt một nước trong số đó để xem lúc đó trong số các ngươi có sẽ ai xui xẻo đây nguyễn hằng diệu và những người khác thầm sửng sốt dương đại nhân ho nhẹ rồi nói điện hạ thái tử cũng là vua vua không nói đùa người không thể nói tùy tiện như thế được tiêu phàm nói dương đại nhân ta cũng không hay nói đùa chắc chắn sẽ tiêu diệt một nước trong số bốn nước đó tiêu diệt đế quốc bách vân là tốt nhất khoảng cách gần nên khá thuận tiện đám người nguyễn hằng diệu nhìn nhau tiêu phàm đã nói thế thì chỉ e là thật họ phải ra quyết định thôi tiêu điện hạ bọn ta sẽ ký chẳng mấy chốc chỉ còn một chút thời gian nguyễn hằng diệu run rẩy nói Ký hiệp ước này xong thì có lẽ hắn ta sẽ bị mắng là quân bán nước mất, nhưng hắn ta không còn cách nào khác, hắn ta làm thế thì ít nhất đế quốc Bách Vân mới sống sót được. Hai Diệt Tiêu Phàm thở dài một hơi, biểu cảm của hắn tỏ vẻ tiếc nuối. Đám người Nguyễn Hằng Diệu khá may mắn đó. Chỉ sợ Tiêu Phàm thật sự mong họ từ chối sau đó tiêu diệt đất nước của họ. Dương đại nhân, người đưa cho họ quốc thư chính thức đầu hàng đi, Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Dương đại nhân gật đầu, hắn ta lấy ra quốc thư đầu hàng đã chuẩn bị từ trước tất cả đã được viết rõ ràng trên hiệp ước nguyễn hằng diệu và những người khác nhìn nhau mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi tiêu phàm và những người khác vốn không định thay đổi sột soạt ngay sau đó đám người nguyễn hằng diệu đã ký tên và ấn dấu vân tay lên quốc thư đầu hàng ban đầu khi quân của các nước liên minh hành động họ còn muốn chia các lãnh thổ của đế quốc thần long được rồi các ngươi có thể đi rồi trước trưa ngày mai các ngươi hãy công bố hiệp ước này ngay tiêu phàm bình tĩnh nói sứ giả của đế quốc bách vân lặng lẽ rời đi một lát sau tiêu phàm và những người khác đến đại sảnh sứ giả của đế quốc áo tư cũng ở gần đó trước khi đàm phán các ngươi hãy nhìn bên này trước tiêu phàm thờ ơ nói hắn bảo sứ giả của đế quốc áo tư nhìn hiệp ước đã được ký bởi đế quốc bách vân việc này sao có thể đây là hiệp ước bán nước sứ giả của đế quốc áo tư vô cùng khiếp sợ tiêu phàm nói thứ này là thật các ngươi đừng nghi ngờ nữa nhưng các ngươi yên tâm ta đã chuẩn bị một hiệp ước đầu hàng buông lỏng hơn nhiều cho các ngươi rồi dương đại nhân lấy hiệp ước mà họ đã chuẩn bị ra nhìn sắc mặt vô cùng u ám của người thuộc đế quốc áo tư hiệp ước này đúng là buông lỏng hơn một chút nhưng cũng không phải quá buông lỏng đế quốc áo tư có rất nhiều căn cứ trên khắp thế giới Thế nên điều đầu tiên là chuyển nhượng tất cả căn cứ đó cho đế quốc thần Long mà không hoàn lại. Họ rất khó có thể chấp nhận điều này. Phần còn lại như hòn đảo nhỏ đi thuê trong một nghìn năm, không khác gì cắt nhường cả. Họ cũng khó có thể chấp nhận được. Tiêu điện hạ, điều ước như bán nước thế này, chúng ta không có khả năng ký được, tam hoàng tử đế quốc áo tư nghiêm nghị nói. Đế quốc áo tư có hai vị hoàng tử đến đây, là tam hoàng tử và tứ hoàng tử. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ta cho đế quốc Bách Vân 5 phút, hiện tại cũng cho các ngươi 5 phút, không ký vậy thì chờ diệt quốc đi. Quân vô hí ngôn, ta nói được thì làm được, Tiêu Phàm nói rồi lấy điện thoại di động ra điều chỉnh đếm ngược 5 phút. Dương Đại Nhân nhạc tiếng nói, các ngươi nghĩ cho rõ ràng, đế quốc Bách Vân đã lui ra khỏi, các ngươi tiếp tục thì chỉ có một con đường chết. Tiêu Phàm nhìn sang phía Dương Đại Nhân. Dương Đại Nhân, ngươi không cần thiết cùng họ tốn nhiều miệng lưỡi ta đã nới với người đế quốc Bách Vân, trong bốn nước chắc chắn sẽ tiêu diệt một nước. Tiêu diệt đế quốc kền kền khó khăn, Hồng Phong đế quốc thì không có tính khiêu chiến, đế quốc Bách Vân thì sợ rồi, vậy nên tiêu diệt đế quốc Áo Tư à lựa chọn tốt nhất. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nói. Dương Đại Nhân cười nói, Điện Hạ trước kia dù sao đế quốc Áo Tư cũng là đế quốc có uy tín lâu năm, tài phú tương đối nhiều, tiêu diệt họ thực sự là tốt nhất. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu sắc mặt mấy người đế quốc áo tư vô cùng khó coi. Tiêu Điện Hạ, các ngươi không thể làm như vậy, thái độ của các ngươi không phải là đang đàm phán. Một số điều khoản trong đó chúng ta phải sửa đổi một chút, Tam Hoàng tử đế quốc áo tư nói. Tiêu Phàm nhà nhạc tức tiếng nói những điều khoản này, bất kể một chữ nào cũng không thể sửa đổi, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, đồng ý, hoặc là chết, Tiêu Phàm, ngươi làm chuyện này quá bá đạo, quá giả mang, tứ hoàng tử đế quốc áo tư tức giận nói tiêu phàm hơi nhếch miệng cười nhạt bá đạo sao còn có chuyện càng bá đạo hơn đó thái độ này của ngươi làm ta rất không vui ta thêm một điều kiện ngoài định mức phải đem ngươi biếm hạ thành bình dân hơn nữa vĩnh viễn không cho phép trở lại hoàng tộc ngươi sắc mặt tứ hoàng tử đế quốc áo tư hoàn toàn thay đổi năm phút rất ngắn rất nhanh thời gian đã sắp đến lúc kết thúc từng người tam hoàng tử đế quốc áo tư họ đều toát mồ hôi đầy trán họ phải tiếp nhận áp lực quá lớn không ký, quân vô hí ngôn, tiêu phàm đã nói như vậy thì đế quốc thần Long thật sự sẽ tiêu diệt quốc gia của họ, đến lúc đó họ ngăn cản như thế nào đây, mặc dù đế quốc áo tư là đế quốc uy tín lâu năm, nhưng chiến hạm siêu cấp tổng cộng họ cũng chỉ có hai chiếc, hơn nửa lục quân cũng kém cỏi Phải phụ thuộc vào đế quốc kền kền, thì đế quốc áo tư mới có thể phô trương một chút uy thế của mình, nhưng hôm nay đế quốc kền kền đã không đánh thắng được đế quốc thần Long nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha